Xin chào các bậc phụ huynh và các con thân mến. Ở video ngày hôm nay, cô sẽ gửi tặng các bậc phụ huynh và các con một phiêu toán chuyên đề toán bồi dưỡng nâng cao của lớp 3, gồm có 13 dạng. Cái phóng to to chị. Chuyên đề 1 thì cô sẽ gửi tặng các em 252 đề toán luyện thi Philomics lớp 3. Đề này thì để các em luyện nâng cao tại nhà nhé các em. 252 đề này thì bao quát tổng quát tất cả kiến thức của lớp 3, toán lớp 3 đấy ạ. Đây, cô giới thiệu cho các em. Có nhiều bài toán hay. Bài nào không hiểu thì các em có thể nhắn tin qua số Zalo hoặc Facebook của cô. Cô sẽ hướng dẫn các em nhé. Đề này thì rất nhiều đề hay các em ạ. Ba mẹ hãy hướng dẫn các con làm, giao ba mẹ có thể giao cho các con làm tại nhà những đề này vào mỗi cuối tuần. Ba phiêu này thì cô sẽ gửi để ở phần mô tả video. Ba mẹ có thể vào đó tải giúp các con, hoặc các con có thể vào tải nhé. Cô lướt nhanh, nói chung là cô lướt nhanh nhé. Đây, tổng 252 đề. Sang chuyên đề 2 thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn giải toán tìm x lớp 3. Đây là phương pháp các em phải học kiến thức cần nhớ của bài của phần toán tìm x lớp 3. Toán tìm x lớp 3 nó sẽ liên quan đến lớp 4 và lớp 5. Nên các em phải cần học ngay từ kiến thức lớp 3 phải vững để lớp 4, lớp 5 các em có thể giải những bài toán khó hơn. Đây là một cái số lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm x này. Để giải được một bài toán tìm x thì cần dựa vào các thành phần và kết quả của phép tính. Đây, có phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Đây, đây là cái sơ đồ tổng quát của tìm x. Cái sơ đồ này thì ba mẹ có thể in ra, dán lên tường vào góc học tập của các con ấy. Các con sẽ nhớ khi nhìn thấy hoặc khi làm bài tập, dán vào thì nó dễ nhớ hơn. Và phần 2 thì trong cái dạng toán tìm x này thì sẽ có những dạng cơ bản, có 6 dạng nhé cả nhà.
Và đây là một số bài tập. Bài tập tìm x nơi cơ bản này. Đây. Đây là một số bài. Và nâng cao. Nâng cao thì kiến thức nó sẽ khó hơn. Ba mẹ sẽ tải về cho con học nhé. Đây, hết rồi. Sang đến phần 3 thì chuyên đề 3 thì cô sẽ phân tích về cấu tạo phân tích số. Cái phần này ấy là ba mẹ phải cho con nắm kiến thức thật kỹ nhé. Dạng này khó nên mình phải cho con luyện nhiều. Đây, trong đây thì sẽ có các dạng bài tập luôn nhé các con. Đây. Đây là dạng 2, dạng bài tập phân tích số này. Đây. Dạng 3, những bài toán xét về các chữ số tận cùng của số này. Nói chung là có ví dụ hết trong đây ạ. Sang đến chuyên đề 4, chuyên đề đọc viết số ạ. Lớp 3 thì nó kiến thức nó mới tầm trung trung thôi. Lên lớp 4, lớp 5 ấy, kiến thức của cái phần này nó sẽ cao hơn. Đây, về phần đọc số thì nó đây. Cô chia thành 3 trường hợp đây. Thứ nhất, trường hợp số có số tận cùng là 1. Trường hợp thứ hai là có tận cùng là 4. Và 5 là trường hợp thứ ba. Ba trường hợp này nó xảy ra thường xuyên trong tất cả các bài tập. Hàng triệu, hàng nghìn, hàng đơn vị. Đấy, ba mẹ có thể tải về cho con học nhé. Về chuyên đề thứ 5 là chuyên đề toán tính tuổi, toán trồng cây của lớp 3. Thường những bài toán này ấy, nó sẽ có đố vặn vẹo, các cái mẹo lung tung. Nên ba mẹ hãy hướng dẫn con giải theo một số mẫu dưới đây ạ. Nó sẽ có 3 dạng. Thứ nhất là dạng 1 là tuổi ở hiện tại. Và dạng thứ 2 là tuổi trước đó. Và dạng thứ 3 là tuổi sau đó. Dạng toán này thì nó có 3 dạng như vậy thôi. Tuổi hiện tại, tuổi trước đó và tuổi sau đó. Đây là một số bài tập. Đây là bài tập tự luyện nhé. Có 9 bài. Còn phần B là toán trồng cây. Đây. Trong đây nó có kiến thức này. Kiến thức cần nhớ thì số cây bằng độ dài của đoạn đường chia cho khoảng cách giữa các cây và cộng thêm 1. Độ dài đoạn đường bằng số cây trừ 1. X khoảng cách giữa các cây. Khoảng cách giữa các cây bằng độ dài đoạn đường chia cho số cây trừ 1. Đây. Nói chung là cô tóm tắt kỹ rồi. Ba mẹ hãy tải về cho con ạ.
rất hay. Đây, thường những cái bài này ấy, thì nó ba mẹ hãy làm theo cái này này, cái sơ đồ này, sơ đồ này này, sơ đồ nó sẽ giải dễ dễ hơn, cực dễ luôn. Cứ vẽ sơ đồ ra, chúng ta sẽ làm, nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể làm được. Đây các bài tập sang dạng toán rút gọn. Đây, đây là cái cô xin được cái ở trong thư viện tiểu học. Dạng này cô xin được. Dạng toán rút gọn về đơn vị đây. Đây bài tập thôi, phần bài tập. Có 32 bài tập. Có 23 bài tập ở dạng toán toán rút về đơn vị. Trong phần 7 là phần dãy số. Đây. Nhất chúng ta tìm hiểu các kiến thức cần nhớ này. Các loại dãy số này. Thứ ba là cách giải các dạng toán về dãy số này. Nó ba có ba cách đó thôi. Ba mẹ hướng dẫn cho con tải về nhé. Chuyên đề về hình học. Hình học thì nó bao quát, nó sẽ bắt đầu lớp 3 thì kiến thức hình học nó bắt đầu nặng hơn. Như cái chuyên đề nâng cao này thì nó sẽ khó hơn các bài của cơ bản. Đây, ba mẹ sẽ hướng dẫn con nhé. Nó có nhiều dạng lắm. Tài liệu rất hay đấy ạ. Đây, về toán về tuổi lớp 3 này. Đây. Có cả bài giải luôn. Nói chung đề kèm bài giải và có những bài thực hành. Ba mẹ không biết bài nào thì có thể nhắn tin qua số Zalo hoặc Facebook của cô thì cô sẽ hướng dẫn cách giải cho các con nhé. Đây, bài toán liên quan đến tìm một phần mấy của một số. Nhiều bài toán hay. Rồi ôn tập tính chu vi diện tích hình vuông hình chữ nhật của lớp 3. Lớp 3 thì bắt đầu kiến thức hình học nó bắt đầu nặng hơn rồi. Ba mẹ tính nhanh. Tính nhanh thì cái dạng biểu thức này lúc nào nó cũng luôn là một cái chủ đề rất khó. Nó liên quan đến cấp 2, cấp 3. Nên bắt đầu thì chúng ta phải nắm vững từ lớp 3 nhé. Rồi một số bài toán giải bằng phép nhân, phép chia liên quan đến rút gọn về đơn vị. Đây, có các bước đây. Rất đề bài, nói chung tài liệu rất hay. Các mẹ nhớ là phiêu tải tài liệu ở phần mô tả video. Các bậc phụ huynh và các con không tải được thì có thể lấy số Zalo hoặc Facebook của cô. Cô sẽ gửi tặng phiêu co trang Zalo hoặc Facebook đó. Đây là một chuyên đề nâng cao mà. Nó là kiến thức bồi dưỡng của tổng quát của lớp 3. Rất hay ạ. Cô xin cảm ơn các bậc phụ huynh và các con đã lắng nghe video của cô. Cô thì chúc các con học thật giỏi. Và các con hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cô và theo dõi những tài liệu tiểu học hay và bổ ích nhé. Xin chào các con và ba mẹ.